nhưng phải thi hành thánh ý Thiên Chúa. Đó là điều Chúa đã truyền dạy chúng ta phải cầu xin mỗi ngày. Thật là ngược đời và mâu thuẫn, trong khi cầu xin cho thánh ý Thiên Chúa được thể hiện, chúng ta lại không mau mắn tuân theo thánh ý người. Khi người gọi chúng ta ra khỏi thế gian, chúng ta ra đi vì bỏ buộc chứ không do lòng vân phục. Chúng ta được dẫn đến trước nhan Chúa, nhưng tâm hồn lại ủ rũ buồn phiền. Chúng ta kháng cự và chống đối tựa những tên đầy tớ ương ngạnh Chúng ta mong muốn được Thiên Chúa ban thưởng trên trời Thế mà ta lại đến với người cách miễn cưỡng Tại sao chúng ta lại cầu xin cho nước trời mau đến Trong khi vẫn cứ thích bám lấy cảnh lưu đầy trần gian Tại sao chúng ta cứ xin đi xin lại cho triều đại Chúa mau đến Trong khi chúng ta những thiết tha mong muốn làm tôi ma quỷ ở đời này Hơn là cùng hiển trị với Đức Kitô? Tô Thế gian thù ghét người Tô hữu, thế thì tại sao bạn lại yêu quý kẻ thù ghét bạn mà lại không đi theo Đức Kitô đấng cứu chuộc và yêu thương bạn? Thánh Gioan kêu gọi và khuyến khích chúng ta đừng chạy theo đam mê xác thịt mà yêu quý thế gian. Thánh nhân viết trong thư: Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian, kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng yêu mến Chúa Cha vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của tính xác thịt dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của mà thế gian đang qua đi cùng với dục vọng của nó còn ai thi hành ý muốn của thiên chúa thì tồn tại mãi mãi anh em thân mến tốt hơn chúng ta hãy sẵn sàng thực thi trọn vẹn thánh ý thiên chúa với tinh thần trung thực đức tin vững vàng và chí khí cương nghị chúng ta hãy xua tan nỗi sợ chết và nghĩ đến ơn bất tử đã bắt đầu chúng ta hãy tỏ chúng ta hãy tỏ cho người ta thấy điều chúng ta tin anh em thân mến chúng ta phải suy và phải luôn tâm niệm rằng mình đã từ bỏ thế gian và đang sống ở đời này như khách lữ hành và người tạm trú chúng ta hãy ấp ủ trong lòng cái ngày mỗi người được trở về nơi mình cư ngụ ngày chúng ta được giải thoát khỏi đời này được thoát khỏi cạm bẫy thế gian mà vào lại thiên đàng, vào vương quốc. Có lữ khách nào lại không muốn mau được trở về quê hương, hãy nhớ quê hương chúng ta là thiên đàng, ở đó đông đảo những người thân yêu đang mong đợi chúng ta, cha mẹ, anh em, con cái và biết bao người đang mong gặp chúng ta. Họ đang được hạnh phúc, họ đang được hạnh phúc hưởng ơn cứu độ nhưng vẫn còn lo cho ơn cứu độ của chúng ta được đến gần họ và ôm lấy họ thì cả họ lẫn chúng ta sẽ vui mừng biết mấy. Ôi hạnh phúc biết bao khi được vào thiên quốc nơi không còn sợ chết nữa. Ôi được sống muôn đời ở đó quả là niềm sung sướng tuyệt vời và vô tận. Ở đó có đoàn tông đồ vinh hiển, ở đó có hàng ngôn sứ hân hoan ở đó có vô vàng vô số chứng nhân tử đạo được ban thưởng Triều Thiên chiến thắng vì đã anh dũng chiến đấu và chịu cực hình. Ở đó có các trinh nữ khải hoàng vì đã nhờ tiết độ mà khuất phục đam mê và chế ngự thân xác. Ở đó những người có lòng thương xót được ân thưởng Họ đã thực hành đức công chính khi nuôi dưỡng người nghèo và rộng tay làm phúc. Họ đã vâng lệnh chúa truyền mà chuyển gia sản trần gian vào kho tàng thiên quốc. Anh em thân mến, chúng ta hãy khao khát sớm được gặp họ. Ước chi Thiên Chúa thấy chúng ta có tư tưởng ấy. Ước gì Đức Kitô nhìn thấy lòng chúng ta tin và quyết định như vậy. Những ai càng khao khát Đức Kitô thì càng được người thương yêu và ân thưởng.